Quý vị nhớ chúng ta sống trong cuộc đời này, mình rất may mắn mình gặp được Phật Pháp, chỗ mà những đức gửi đến quý vị quan trọng nhất trong cuộc đời này, không gì bằng mỗi ngày niệm Phật, nuôi dưỡng cái tâm cầu sanh cực lạc. Nhớ, mỗi ngày niệm Phật, nuôi dưỡng cái tâm cầu sanh cực lạc là cái quan trọng nhất. Không việc gì quan trọng bằng việc này. Dù cho là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, vẫn không bằng dưỡng được bồ đề tâm mình cầu sanh cực lạc. Dù bây giờ mình có làm việc thiện lớn cỡ nào đi chăng, nhưng cuối cùng mình ngơ ngác không có phương hướng đi về thì cũng uổng công vô ích. Nó chỉ là phước báo nhân thiên thôi quý vị, xài cũng hết thôi. Rồi có những khi bản thân mình làm rất nhiều việc thiện nhưng cuối cùng sanh phiền não. Vì sao? Vì không dưỡng được cái tâm giải thoát thì phiền não. Hoặc là mình làm rất nhiều việc tốt với mọi người nhưng mọi người trở mặt với mình, bản thân mình sẽ bị phiền não. Nên không có một cái việc gì quan trọng bằng cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ngày xưa những đức cũng nghe Hòa Thượng Tịnh Không, rồi Hòa Thượng Ái Hiền. Những điều này mình nghe mình cảm thấy chưa có cảm giác sâu sắc quý vị. Thì ra là trên con đường tu mình nó phải được trải nghiệm. Được trải nghiệm xác thực. Giống như có những chú trẻ trẻ bên cạnh những đức. Có những lúc hồi hồi đó bình thường thì Đức nói với ông, Đức nói tuy sống mỗi ngày vậy đó nhưng chú coi sau này khi gặp sự cố rồi không có mấy người ở bên cạnh những Đức đâu. Những chú trẻ trẻ này nói rằng hồi đó nghe thầy nói, nghĩ thầy nói vui vậy thôi, làm gì mà vậy, nhưng khi gặp sự cố mấy ông nói rằng đúng là một bài học trưởng thành. Và bản thân của những đức cũng sâu sắc cái việc niệm Phật giảng sanh là việc quan trọng nhất. Không việc gì quan trọng bằng việc này. Sống thì phải có tình thương, phải có sự thương yêu. Nhưng nó phạm vi nào thôi và gác lại. Thật sự mà nói, giống như cái việc đó là giả trang trong cuộc sống như vậy. Nó phải như vậy thôi. Và lập luận của cái giả trang này nó phải như vậy thôi. Đánh mất nó thì trong cuộc sống này không phù hợp. Quý vị phải nhận thức sâu sắc chỗ này nha. Điểm này là điểm quan trọng của mấu chốt chính mà Phật Pháp hay nè. Nó có thể giả trang trong cuộc sống thương yêu, lo lắng bằng tâm chân thật nhưng biết nó là giả trang. Còn cái việc niệm Phật sanh cực lạc là chính nhất trong cuộc đời chúng ta. Khi quý vị có được cái trình độ nhận thức này thì quý vị sẽ không bị hụt hẳn trong cuộc đời này. Nếu không quý vị sẽ bị hụt hẳn đó. Nhất là những người thân quen, những người mình thương yêu, những người mình lo lắng. Đó là những mối chốt đẩy mình xuống tam đồ ác đạo. Quý vị phải nhớ rằng là cái ái nhiễm trong cuộc đời này là không giải thoát được. Và khổ đau trong ái nhiễm giống như trong kinh Đức Phật dạy rằng kẻ ở tù còn có ngày ra. Người đã lọt vào trong ái nhiễm thì khó có ngày giải thoát. Cái này quan trọng lắm á. Nên mới nói rằng là sống trong cuộc đời này là hữu tình chúng sanh. Nên giả trang tình thương, giả trang lo lắng, giả trang vợ chồng, giả trang con cái. Nhưng cái cực kỳ quan trọng luôn đó là gì? Thật sự niệm Phật sanh cực lạc làm chính. Những việc đó có thể quý vị đến và đi và có và mất. Không đòi hỏi gì nó. Vì biết nó là giả trang mà. Còn cái việc niệm Phật sanh cực lạc là chỗ cực kỳ quan trọng. Tại vì quý vị, nếu không khéo chúng ta sẽ ngã ngửa khi một ngày nào chúng ta gặp phải đấy. Nên những đức nói rằng bài học của những đức là bài học của tất cả quý vị đấy. Thật sự luôn đó. Nếu như bản thân những đức không đứng vững lên thì khỏi cần ai về sau nói gì đâu quý vị. Về sau những đức đứng vững lên thì có những người nói nhờ cơ hội chúng tôi cũng bồi dưỡng rồi giúp đỡ ổng á này kia đâu.
Tại vì quý vị còn đứng vững được thì người ta còn nói câu đó. Nếu như quý vị không đứng vững được thì quý vị nằm trong bùn thì cũng không ai nhắc đến quý vị làm gì. Hiểu chưa? Đó. Ví dụ như 5 năm trước những đức đi ra đời, cưới vợ, có con cái, có gia đình thì cũng không ai nói đến cái chuyện ông đó gì đâu. 10 năm sau những đức đi có vợ, có gia đình thì vài năm sau có ai nhắc những đức là ông nhờ có tu gì giúp đỡ ông đâu, không có đâu. Nên đó là giả trang trong cuộc sống. Nên cái cuộc đời này nó là giả tạo. Nhưng ở trong giả tạo mình lại sống rất chân thật vì tin nhân quả. Câu này quan trọng nè. Trong giả tạo mà mình sống rất chân thật vì tin nhân quả. Nhưng mình phải tin cái chỗ quan trọng cực kỳ của cuộc đời mình, đó là nuôi huệ mạng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không việc nào quan trọng bằng việc này. Quý vị cứ thử đi lang thang, đi làm từ thiện đi, rồi quý vị sẽ thấy tất cả những việc này như trong tầm tay những đức nó nhìn qua, giống như trong một bàn cờ những đức là người điều chỉnh nó luôn. Nên những đức nói quý vị cứ yên tâm, vì những đức làm còn lớn hơn quý vị mà. Nên từ nơi đó mà những đức nói cho quý vị nghe rằng là hãy gây dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh. Mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Không phải đá đổ chuyện gia đình, nhưng quý vị trong một phạm vi nhận thức. Nếu không thì quý vị sẽ bị cái dòng xoáy của ái tình trong cuộc đời này sẽ cuốn hút quý vị, và quý vị dám hy sinh vào nó luôn. Trong tình thương quý vị dám hy sinh với nó luôn. Quý vị có thể dám nói rằng mình thương một người nào đó, mình có thể chấp, bắt chấp luôn. Nhưng đáng sợ lắm quý vị, khi chúng ta lọt vào tam độ ác đạo, đáng sợ lắm. Việc này không ai giúp được mình cả. Và việc này là việc mà thật sự bản thân mình phải cá nhân chịu khổ đau. Không phải chuyện đùa quý vị, không phải chuyện đùa được đó. Khi mà mình chết rồi cái thì mình làm cô hồn vất vơ vất vưởng thôi, là bản thân mình đã cực kỳ hối hận rồi. Cực kỳ hối hận rồi. Nên những đức nói cho quý vị nha, những đức đã từng gặp người xuất gia, hàng cư sĩ ngoài đời giàu sang, chùa cao Phật lớn, gặp hết rồi. Đó là sự trói buộc mà đi đọa lạc khó có ngày ra. Đa phần khó có ai nói cái chuyện giải thoát. Nên cuộc đời những đức cũng rất là may mắn, không buông cũng phải buông. Đúng là tuyệt vời vô cùng. Không buông cũng phải buông. Nên những đức nói người trở mặt những đức cực kỳ tốt. Vì bản thân những đức nhìn đó là điều vô thường, và bản thân những đức phải cực lực phát huy về chuyện giải thoát. Họ càng trở mặt những đức thì sự giải thoát những đức càng mãnh liệt hơn. Họ càng bám víu những đức thì những đức càng bị trở ngại của đường giải thoát. Thật sự đây là chỗ góc độ nhìn tùy quý vị nhận thức. Không buông cũng phải buông quý vị à. Nên từ nơi đó mà phải tin nhân quả. Trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ buồn trách bất cứ một cái nhân duyên thuận nghịch nào. Mình phải buông xuống điều này, nhưng mình phải nhận thức hiểu biết. Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng người ta gạt bạn, bạn biết người ta gạt bạn, bạn biết đó là bạn không mê hoặc điên đảo. Người ta gạt bạn mà bạn mê hoặc điên đảo trong cái gạt bạn thì bạn là cái khùng hết trơn thiệt. Không còn nói gì. Trong khi Phật Pháp là trí tuệ mà. Vì bạn tin nhân quả nên người ta gạt bạn. Bạn tin nhân quả, bạn hiểu biết điều này, tốt. Còn nếu như bạn mê hoặc điên đảo trong cái người ta gạt bạn, bạn mù quáng trong đó thì bạn là người bị gạt thiệt rồi. Hãy nhận thức chỗ này. Nên mỗi một người học Phật mình phải biết, phải hiểu được điều này. Cái này là mấu chốt cực kỳ quan trọng mà không bị phiền não. Nếu không phiền não đó, thường là chúng ta đặt vào vấn đề thật, họ rất thật, họ rất nhiệt tình, nhưng chúng ta bị vỡ tâm, hy vọng rồi vỡ mộng quý vị. Không đơn giản đâu, trong cuộc đời này hết sức cẩn thận. Những điều những đức nói đây là những điều những đức đã trải nghiệm qua. Nên những đức từng nói quý vị, đời đạo có khác chút nào, điều là sự đấu tranh cực kỳ không tưởng tượng được. Có người càng hiểu nhiều về văn tự thì càng đấu tranh mãnh liệt hơn. Có những cái thứ đấu tranh thì trước mặt chúng ta
đối mặt, còn có những loại đấu tranh ẩn mặt mà đấu tranh, đây mới là loại đấu tranh đáng sợ. Nếu như quý vị biết gói gọn một gia đình, quý vị biết Phật pháp tại gia đình áp dụng mà tu, hàng ngày công việc gì đó để cuộc sống của mình tiếp tục duy trì để tu hành, thì quý vị cực kỳ khôn khéo. Có những người quý vị thấy làm thiện làm rất lớn rồi chửi cũng rất lớn luôn, thì có thấy mà, nói gì quý vị tự mà nhận thức. Đó. Làm thiện làm cũng cực kỳ lớn luôn, rồi cuối cùng chửi cũng cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ lớn luôn. Vì sao? Vì cảm thấy nó vỡ nát cái tâm mình. Tại sao mình đến như vậy mà bây giờ đối xử với mình như vậy, nó không phù hợp. Mình đòi hỏi cái công bằng thì đừng nói sâu rằng, đừng đòi hỏi công bằng, hãy tin sâu nhân quả. Bạn đòi công bằng là bạn phiền não đó. Tin nhân quả thì ít phiền não. Từ từ càng tin sâu thì càng hết phiền não. Bạn sẽ có sự an lạc và tự tại. Nên sự hạnh phúc lớn nhất của đời người là mỗi ngày có thể niệm Phật cầu sanh cực lạc, gói gọn tất cả việc làm, hạ thủ công phu. Lòng người bây giờ càng ngày càng xấu ác, chúng ta có thể đảm bảo trong cuộc đời này chúng ta tồn tại lâu không? Có những loại kiếp nạn sàng sảy chúng ta. Qua một trận dịch bệnh thì bị đã thấy rõ ràng rồi. Chúng ta thật sự mà nói là chúng ta bị nguôi ngoai quý vị ơi. Nên cái nghiệp quả trong cuộc đời là chúng ta bị lặp lẫn quay lại. Có những người trong thời điểm dịch bệnh quý vị rất siêng niệm Phật. Và quý vị thấy rõ ràng hư tình giả ý. Giữa người thân với người thân với nhau, đụng một trận bệnh người ta lo cái mạng người ta. Quý vị thấy nhiều mà, chúng ta không chấp nhận điều này sao? Chính người thân, chính cha mẹ sinh mình ra nuôi mình không lớn luôn, dính vào một căn bệnh gì đó chúng ta đã cảm thấy sợ rồi. Đừng nói chuyện đó. Có những người khi cha mẹ chết đi, họ không dám đến gần với cái xác kìa. Chị biết đó là điều quý vị, nếu chúng ta là người học Phật sâu sắc thì nhìn rõ ràng trong cuộc đời này luôn. Và bản thân chúng ta cũng sẽ nằm trơ trọi cái xác này thôi. Mình sẽ đi về đâu nếu như mình không được gầy dựng? Mình sẽ đi về đâu nếu mình không được gầy dựng? Đừng bao giờ bạn nói rằng năm nay tôi mới có hai mấy ba mươi tuổi, thời gian qua rất mau. Thật sự chúng ta nhìn 30 tuổi, chúng ta nghĩ tới 40 tuổi là 10 năm rất lâu, nhưng nó sẽ đến 40 tuổi. Và chúng ta từ 40 tuổi đến nghĩ tới 50 tuổi rất lâu, nó sẽ đến 50 tuổi. Thật sự mà nói, thời gian của 10 năm nghĩ nó là lâu, nhưng thật sự nó sẽ đến. Quý vị biết rằng là người khỏi chờ thời gian sống thọ dài cỡ nào, như vậy mà dẫn hết thọ mạng của khỏi chờ. Cứ qua thời gian như vậy và cuối cùng thọ mạng khỏi chờ dẫn hết và dẫn đọa lạc. Nên từ nơi đó mà nếu như chúng ta không gầy dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, những đức nói cho quý vị nghe chứ, chúng ta sẽ rất thê thảm trong cái cuộc đời này. Nếu như không có Phật pháp thì chúng ta khổ cỡ nào chứ. Cái dòng xoáy trong cuộc đời này quý vị làm sao dừng được? Nghèo thì tìm vật chất, có rồi thì cầu thêm nữa, lao theo cái dòng sống của cuộc đời đó, chúng ta không bao giờ dừng lại được. Rồi cuối cùng của cải vật chất nhiều, chúng ta phải lo lắng cho nó nữa chứ. Khi đến lúc người thân bên cạnh ra đi lần lượt, bản thân chúng ta còn một mình, bản thân cũng chúng ta phải làm cái chuyện mà lo lắng cho cái sự nghiệp này, cho ai là người kế thừa nữa chứ. Đi tu hành, xây một ngôi chùa đâu có dễ. Xây ngôi chùa xong mới suy nghĩ làm sao giao ngôi chùa này cho ai. Còn nếu xe giao mà không phù hợp thì nó bán chùa thì sao? Cuối cùng phải tính cách làm sao để cho mỗi người nó phải duy trì để giữ, đừng để cho nó bán chùa. Cuối cùng khi bạn chết đi, ý niệm cuối cùng bạn ý niệm gì? Cũng là người tu hành đó. Cuối cùng bạn đi về đâu? Những đứa đã từng thấy mấy chục năm của những con người tu hành, khi chết nằm cái xác đó, không có người đệ tử quan tâm cho cái chuyện giải thoát, mà quan tâm cho cái sự trang trí hình thức. Tôi thấy rõ ràng luôn này. Và những người tu nó cũng thấy luôn, nhưng họ bị cái dòng xoáy cuốn hút nhiều năm quân tập, họ không thể nào buông được, không thể nào buông được. Vì nói họ buông, họ nói ồ còn dạy tôi nữa sao? Bao nhiêu chục năm nay tôi đã thấm thiết rõ ràng, thấm nhưng mà không làm, bạn thấm nhưng mà không làm,
Thật sự. Nên tại sao những đứa không muốn tìm hiểu biết thêm cái gì nữa? Trong 2 tháng nay, quyển sách những đứa còn chưa dọc dạch qua coi một trang giấy. Những đứa muốn gói gọn sạch luôn, quy nhất có Phật hiểu luôn. Thí nghiệm niệm Phật này, đem Phật Pháp chia sẻ coi nó có sâu sắc không? Hồi đó những đứa chia sẻ Phật Pháp, những đứa còn có khi đọc 1-2 trang sách đó. Nhưng trong vòng 2 tháng đi ra khỏi chùa tới giờ, hoàn toàn ngưng. Bây giờ là 2 tháng đúng, ra khỏi chùa. Rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi. Những đức nói bây giờ mình mừng. Mừng vì bây giờ cái tâm nuôi giải thoát của những đức càng mạnh, càng mãnh liệt. Vì những đức không còn cái gì để mà quan trọng quá gì cái chuyện niệm Phật giảng sanh, giả trang trong tình cảm. Nên những người biết những đức khỏi càng quan tâm điều này. Giả trang trong tình cảm. Quý vị muốn đến những đức tình cảm sao cũng được, giả trang trong tình cảm, giả tạo trong tình cảm, thật nhưng giả. Nếu quý vị không thật thì là dối lòng. Thật nhưng giả, giả nhưng thật. Nhưng biết cái nào là thật chính nhất, niệm Phật giảng sanh là chính nhất, thì tức khắc cuộc đời quý vị sống có sự an lạc liền, có niềm vui liền. Nếu như quý vị mỗi ngày lo đầu này, lo đầu nọ, lo đầu kia, những đức nói chúng ta rất là khổ, gặp nhau, biết nhau, thân nhau, lo cho nhau, sợ mất nhau, đủ thứ chuyện phải sợ. Rồi khi mất nhau rồi mình đi về đâu? Bản thân mình phải tự đi một mình à. Bạn phải công nhận chỗ này 100%. Từ xưa tới nay, cái việc sống là cùng chúng ta, nhưng việc chết là bản thân bạn tự đi mà. Điều này đa phần ai cũng biết hết. Câu này như là một cái câu gọi là đầu môi chót lưỡi. Chúng ta không có cảm giác gì nó nhiều, nhưng cuối cùng chúng ta chết làm cô hồn thì có cảm giác hối hận, vì mỗi ngày không quân tập chuyện giải thoát. Quý vị à, chúng ta rất là mừng, còn may mắn còn được nghe những lời chân thật này của một con người không có một cái tổ chức gì nó mới nói mạnh dạn như vậy. Nếu anh có tổ chức, anh buông đi, anh buông đi mà anh nói, đúng không? Viết từ từ. Trong một cái tổ chức làm việc phương tiện nhiều quá, cái việc giải thoát nói mạnh mẽ không còn nữa quý vị à. Thật sự, vì mình nói mạnh quá, mình nghĩ ai cúng cho mình để lo cho tổ chức đây, lo cho một cái nơi đông người đây. Làm sao anh có thể giảng ra được Phật Pháp? Làm sao anh giảng ra được Phật Pháp? Phật cho tôi cơ hội này để đến với quý vị đó. Nên tôi cả đời tôi đừng có mong tôi dính vô một tổ chức nào nữa, không bao giờ. Nên hôm qua những đứa có nói một câu rằng, biết rằng cõi đời này giả tạm, nhưng cái gì phải rõ ràng đi. Đây là sự kinh nghiệm cho cuộc đời của những đức trải qua. Tôi từ hôm nay tôi làm cái gì tôi sẽ rõ ràng với quý vị đấy. Tôi rất rõ ràng, tôi không bao giờ nói cái chuyện từ bi mà ngu si. Cuối cùng nuôi hy vọng cuối cùng vỡ mộng, không làm điều đó nữa. Thà không làm còn tốt hơn, để gánh thời gian ghen cái tâm cầu giải thoát còn đặc biệt hơn nhiều. Còn hơn là bung ra cho lớn đi rồi lo, rồi chết trong cái sự âu sầu, bị trở mặt. Không đơn giản đâu quý vị. Biết rằng điều đó là điều chúng ta tin nhân quả, nhưng tốt nhất giảm tối đa điều đó để bản thân mình còn có cơ hội niệm Phật giáng sanh. Nếu không đi về đâu đây? Nếu không chúng ta đi về đâu? Bây giờ suy nghĩ đi đó. Nên từ nơi đó mà, nên cái việc mà nói mà dính ái nhiễm trong cuộc đời đó là đầu môi chót lưỡi chúng ta nói rằng thôi phải chấp nhận thôi. Con người phải chấp nhận thôi, và đi đọa tam đồ ác đạo phải chịu thôi. Vì cái tam đồ ác đạo đi vào chúng ta chưa có cảm giác ghê gớm, nên bản thân chúng ta nói thôi phải chịu thôi. Nhưng khi vào rồi thì bản thân của chúng ta đúng là cực kỳ hối hận. Kêu trời, kêu đất, kêu cha, kêu mẹ, kêu vợ, kêu chồng, kêu con, hoàn toàn vô nghĩa. Vô nghĩa hết. Chúng ta phải âm thầm chịu sự khổ đau đó. Nên từ nơi đó bây giờ lo mà niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Công việc gì làm thì cố gắng mình trong công việc đó mà niệm Phật. Thời gian cố gắng mà lên tu. Việc này không phải đơn giản đâu. Nên sanh tử là đại sự, việc này cực kỳ quan trọng. Sanh tử là đại sự, việc này cực kỳ quan trọng. Những đức nói thật sự, mình có cái room mấy ngàn người này tu, buổi sáng hơn mấy ngàn người tu. Nếu mình nuôi được bao nhiêu tư tưởng này mà để cầu sanh cực lạc, thì cuộc đời những đức đến cõi này quá ý nghĩa rồi. Đòi hỏi việc gì lớn lao nữa. Thật sự, đòi hỏi việc gì lớn lao nữa quý vị. Bao nhiêu đây thôi là quá dữ dằn rồi. Hãy cố gắng nuôi cái tâm này đi. Nếu như quý vị thật sự có cái tâm giải thoát, vì sẽ giảm tối đa về cái chuyện khổ đau, về ái nhiễm gia đình, với con cháu. Vì cuối cùng quý vị phải tự đi đó. Quý vị thấy không, hàng ngày nó đi học,
nó đi lo công việc, nó đi lo vợ con nó. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị có nuôi họ đi chăng, nhưng cuối cùng bản thân của quý vị phải chơi trọi thôi. Có nhiều người già, quý vị thấy không, bây giờ mình già mình phải đi nuôi con của con mình phải gửi mông cho cháu mình đó, mình phải đi nấu cơm cho con mình đi ăn đi làm. Bữa nào nó đi làm gì có tiền nó còn vui, bữa nào nó làm không có tiền gì mặt lớn mặt nhỏ mình bưng chén cơm ăn, mình bản thân mình bị hơi sợ. Mình đã từng làm cha mẹ nuôi người ta, bây giờ mình đi ăn cơm của con mà sợ đó. Mà có khi của cải mình đã tạo ra, bây giờ mình để ra cho con. Như vậy mà lâu lâu mình đi đâu mình phải xè tay xin tiền con. Nếu nó vui thì nó đưa, nó không vui nó nói bà cứ tiền tiền hoài, làm gì tiền hoài à. Mẹ con cho mẹ chút đỉnh tiền, mẹ đi cúng dường chùa tối ngày, chùa 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 chùa. Thì có trường hợp như vậy, chứ không phải không có đâu. Mà tiền mình làm mình đem đưa cho con, không đưa thì nó nói bà già bà giữ tiền chi à, già giữ tiền chi à. Nó thấy không? Nhưng đến khi vị hết tiền rồi, có những lúc vị ngồi chơi trọi cho một căn nhà vậy đó, ngồi hiu hắt đuổi gùi đó. Không ít người như vậy đâu quý vị à, không ít người như vậy đâu. Nó nhiều bà già mà đi lụm lon, đi bán giấy số ngoài đường không nhìn thấy sao đó. Nếu như bản thân mình mà nếu gầy dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, cái phút tuổi già không đến nỗi bị gì đâu quý vị. Quý vị sẽ tỉnh táo đó, sáng suốt đó, không tệ đâu. Dù bây giờ lúc còn trẻ lên bờ xuống ruột niệm Phật tu hành đi, quý vị tuổi già vì sẽ có phúc, không tệ đâu. Còn nếu như không lo, tuổi già hết phước rồi là khổ the thôi. Nhớ những điều chia sẻ này cực kỳ mạnh mẽ và xác thực 100% luôn, vì những đứa đã trải nghiệm qua hết rồi. Chùa cao Phật lớn, tiếng tâm lừng lại, được tung hô mỏi mặt, những đức đã được trải nghiệm qua hết rồi, gặp bao nhiêu hoàn cảnh, cái gì những đức cũng gặp qua. Nên bây giờ những đức chia sẻ Phật pháp với quý vị là vì cái yên tâm, vì những đức là người được trải nghiệm, không phải một đứa con nít mới lớn lên chưa từng được trải nghiệm cái gì. Không có một cái thứ gì trong cuộc đời này mà những đức chưa từng được trải qua chứ. Nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị nghe là yên tâm đi, nó đó là sự trải nghiệm. Chứ không phải là một đứa nít cầm quyển sách cắt ghép vài câu nói với vị nghe phi thường, không có đâu. Mà vị nói những điều bình thường trong cuộc sống với vị nghe đó, để vị nhận thức sâu sắc đi. Đừng bao giờ sống khổ trong cuộc đời này, khổ tự chịu đó, khổ là tự chịu đó. Bạn đừng bao giờ sống khổ, dù trong hoàn cảnh nào bạn hãy vượt lên chính mình mà sống tốt đi. Bạn nên có nụ cười đi. Nếu như mỗi ngày bạn nghe như vậy, bạn sẽ nhẹ lòng lắm, vì cuộc đời sẽ chết đi. Chúng ta khổ làm gì để đi xuống tam đồ ác đạo. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.